Mời bạn xem video dự thi cười cùng Hùng Rô của Quốc Khánh. Nếu thấy hay hãy nhấn like, để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo bạn nhé. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng cha uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự trên đền vàng, thấy con uống rượu hai hàng lưỡi rơi. Tưởng rằng con uống con vui, nào ngờ con uống con chui vô nhị tùy. Bởi vậy người ta nói uống rượu nhiều thì hư đời, hãy nết việc làm bê bết bộ đầu lòng hư chắc chết. Oh, no. Còn tôi chẳng ghiền gẫm chi hết, chỉ có lai rai để giải buồn tiêu. Ngày một, ngày hai, ngày ba không có rượu, tôi thấy đau lưng sổ mũi nhức đầu. Mấy bà mấy cô không biết uống rượu nên bày điều đặt ghét rượu, chứ mấy bà ăn trầu ăn bánh ai có nói cái gì đâu. Ông bà ta khen đáo khen để văn chương chữ nghĩa, để lại cá chồng cá chồng. Nào là vô tủ bất thành lễ, nam vô tủ như kỳ, vô không tủ nhập tâm như hổ nhập lâm. Wow. Còn thời đại ta biểu dương nó hết mình, rượu nếp gọi là nước mắt quê hương. Nó còn quan trọng hơn mấy vị dương nên gọi là đế. Chữ nho có dạy rằng chim khôn chọn cây lành, mà đâu còn gái khôn nên lựa mấy thằng ngậu mà nhờ. Nên cái Tri Tôn Đỗ Khương là tổ nấu rượu, còn Lưu Linh là một tay uống rượu xếp xong. Nói thì nhiều uống chẳng bao nhiêu, sáng nhiều nhiều ít ly, chưa sương sương ít ly, chiều lái đây y lít. Nếu có mồi ngon cũng được, không thì chế ớt me giòn cũng đủ nhắm sơ sơ. Nói về nghề nội chợ tôi xứ dách một cây, nào là canh chua lương, cá cha chân tương, bò tái giấm vịt tiết canh cày, nấu lẩu ngon chưa. Chỉ dầu du lịch năm ti trổ tài, nấu nướng diêm dương quỷ sứ a thì chắc cũng say xưa.